Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube Crypto Mobile. Nokia S6 là chiếc điện thoại có sử dụng màn hình tai thỏ đầu tiên của HMD Global và nó mang lại một doanh số rất đáng kể cho hãng này. Khi chiếc Nokia S6 có một doanh số khá là thành công tại thời điểm hiện tại. Và ở Việt Nam thì có rất nhiều bạn đã sở hữu chiếc Nokia S6 và nó cũng là một trong những sản phẩm bán chạy nhất tại Intel Mobile. Và để tiếp nối thành công này thì HMD Global đã ra một bản thu gọn của chiếc Nokia S6, đó chính là chiếc Nokia X5. Và chiếc Nokia X5 này có những gì nổi bật thì bây giờ mình cùng với các bạn cùng đi tìm hiểu nhé. Ok, mời các bạn theo dõi video. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu về phần cấu hình trước. Chiếc Nokia X5 là một phiên bản thu gọn của chiếc Nokia S6, vì vậy thì cấu hình của nó cũng sẽ được giảm đi đôi chút so với chiếc Nokia S6. Con chip sử dụng trên chiếc Nokia X5 chỉ là chip MediaTek Helio B60 cùng với dung lượng RAM là 3GB hoặc là 4GB, kèm theo đó là bộ nhớ trong sẽ là 32 hoặc là 64GB bộ nhớ trong. Và nếu như nói lên về phần cấu hình thôi thì các bạn cũng có thể thấy được sự thua thiệt của chiếc X5 và X6 rồi. Mặc dù chiếc X5 là một phiên bản giá rẻ nhưng mà cái cấu hình của nó phải nói là cũng khá là tốt. Và bên cạnh đó thì HMD Global họ cũng nói là trang bị rất nhiều công nghệ AI trên chiếc Nokia X5 này. Tiêu biểu như là cái camera hỗ trợ AI để chụp hình đẹp hơn. Một số cái tác vụ ở trên chiếc Nokia X5 sẽ được hỗ trợ AI để cho nó chạy mượt mà hơn. Và cái hiệu suất chơi game được tăng thêm 70% so với những cái con chip đời trước. Và ok, đó là phần cấu hình. Tiếp theo là sẽ về phần camera. Chúng ta sẽ có một bộ đôi camera kép phía sau với độ phân giải là 13 megapixel và 50 megapixel. Còn camera trước sẽ có độ phân giải là 8 megapixel cùng với khẩu độ là f/2.0. Và có thêm cái công nghệ là AI sticker để có thể phát hiện khuôn mặt của bạn tốt hơn và chèn thêm những cái sticker rất là vui vẻ khác. Ngoài được trang bị công nghệ AI cho camera trước của Nokia X5 thì camera trước cũng có tính năng mở khóa bằng gương mặt để giúp cho các bạn mở khóa một cách nhanh hơn. Tuy nhiên thì nó vẫn không phải là camera True Depth ở trên một số các flagship hiện tại đâu. Điểm cuối cùng mà muốn chia sẻ đó chính là về phần thời lượng pin và giá bán. Với mức dung lượng là 3060mAh và gắn một màn hình với kích thước là 5.84 inch thì đây phải nói là một cái chiếc điện thoại có thời lượng pin khá là tốt. Và mức giá bán lần lượt sẽ là 3.400.000 và 4.800.000 cho phiên bản là 3GB RAM và 32GB bộ nhớ trong, cũng như là 4GB RAM và 64GB bộ nhớ trong. Nếu là các bạn thì các bạn có lựa chọn chiếc Nokia S6 thay cho chiếc Nokia X5 hay không? Thì đừng quên để lại phần bình luận phía dưới phần comment nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. À, mà nếu các bạn muốn tham khảo thêm giá bán của chiếc Nokia S6 thì đừng quên truy cập website intelmobile.vn nhé. Bây giờ thì xin chào.